Sau đây là phần cuối của hồi ký Rừng khóc giữa mùa xuân, tác giả Phạm Tĩnh An Ninh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc Nguyễn Tài. 20 năm sau, khi Thùy Dương vừa làm đám cưới, tôi muốn đưa vợ chồng cháu về lại Việt Nam trình diện ông bà ngoại. Và đến địa điểm cuối cùng khi chồng tôi và Cao Nguyên còn sống, như là một nghĩa cử để cháu tưởng nhớ đến cha và anh mình. Chúng tôi đến đây đúng vào giữa mùa xuân, một ngày trước ngày giỗ chồng và đứa con trai. Con đường tỉnh lộ 7 ngày xưa bây giờ đã được tráng nhựa và đổi tên thành quốc lộ 25. Chúng tôi thuê bao một chiếc xe 8 chỗ ngồi. Ngoài tôi và vợ chồng cháu Thùy Dương, còn có cậu em trai út của tôi và vợ chồng chị giúp việc ngày xưa. Chúng tôi đến Treo Reo, bây giờ có tên mới là Ayunpa, thuộc tỉnh Gia Lai. Tất cả không còn gì dấu vết của chiến tranh. Người ta đã cố tình trát phấn tô son lên thành phố núi này để có dáng dấp của thời kỳ đổi mới. Màu sắc loè loẹt, vài ngôi nhà cao tầng quê mùa kệt cõm. Những ngôi nhà sàn cải biên thành những biệt thự của các ông quan lớn, nằm chơ vơ giữa một vùng nghèo nàn được mang tên thị xã. Nhìn dãy núi Hàm Rồng từ xa ẩn hiện trong những đám mây mù, lòng tôi chùng xuống. Nơi ấy đã bao lần tôi đến thăm chồng để được hòa mình vào đơn vị với những người lính trẻ sẵn sàng chết cho quê hương. Cũng ở nơi ấy, tôi đã vinh dự chứng kiến chồng tôi cùng nhiều anh em đồng đội được ông tướng vùng gắn huy chương lên ngực áo khi ban quân nhạc trội khúc quân hành. Tất cả bây giờ đã trở thành huyền thoại. Sau khi thuê phòng trọ, tắm rửa và cơm nước xong, chúng tôi hỏi đường đến tháp Giang Mun và tháp Trang Lai. Vì nghe dân ở đây bảo các vị thần chàm trong hai ngôi tháp này linh thiêng ghê lắm. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi lá sâm tôi bóc trúng lại là bốn câu kiều của ông Nguyễn Du. Từ phen chiếc lá lìa rừng, thăm tìm luống những liều chừng nước mây, rõ ràng hoa rùng hương bay, kiếp sau họa thấy kiếp này hẳn thôi. Tôi bán tín bán nghi vì nghe nhiều người nói ở Việt Nam chuyện cúng bái mê tín dị đoan bây giờ là một kiểu kinh doanh. Chẳng lẽ ông thần chàm này lại thuộc cả truyền kiều? Nghĩ như vậy, nhưng thấy bốn câu thơ lại đúng vào trường hợp của mình. Tôi cũng thấy lòng buồn vô hạn. Trở về phòng trọ, bà chủ nhà cho biết ngày mai có chợ phiên của người dân tộc. Vừa đông vui, vừa có thể mua nhiều thứ thổ sản, gia cầm với giá rất rẻ. Tôi cũng muốn mua mấy con gà để cúng chồng tôi. Khi còn sống, anh thích ăn gà luộc. Bà còn cho biết thêm, dân chúng ở vùng này đa số là người thường. Có một số sống trong các bản rất xa, cách thị xã này từ 10 tới hơn 20 cây số. Sau một đêm trằn trọc với những cơn ác mộng, vừa mới chợp mắt, tôi đã nghe tiếng người réo gọi nhau. Ngôn ngữ của các sắc tộc, tôi không hiểu họ nói gì. Chờ phiên nhóm rất sớm. Chúng tôi vội vàng ăn sáng rồi kéo nhau ra khu chợ, nằm không xa trước nhà trọ. Tôi có cảm giác lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên tôi đến một buổi chờ phiên của người sắc tộc. Đã vậy, vợ chồng cháu Thùy Dương cứ theo hỏi tôi điều này điều nọ. Khi đang cố giải thích về nguồn gốc của người thường, chúng tôi đến một quầy gà. Những con gà tre nhỏ xíu được nhốt trong mấy cái lồng đang bằng tre. Tôi ngồi xuống, lựa hai con gà béo nhất, bảo người chủ bắt hồ hai con gà này ra khỏi lồng. Người chủ là một anh đàn ông thường, vừa đen vừa ốm, nói tiếng Việt chưa sỏi. Khi anh xăng tay áo lên và thò tay vào lồng gà, tôi bỗng giật mình khi phát hiện vết sẹo trên cánh tay trái. Vết sẹo có hình dáng đầu một con cọp.
tôi nhớ tới Cao Nguyên, đứa con trai 3 tuổi bị thương vong trong trận pháo kích của Việt Cộng vào trại gia binh ở Biển Hồ. Vết thương trên cánh tay cháu sau khi chữa lành cũng để lại một vết sẹo có hình ảnh đầu một con cọp, biểu tượng binh chủng biệt động quân mà chồng tôi luôn mang trên vai áo. Tôi biến sắc, nắm chặt cánh tay anh người thượng và nhìn vào mặt anh ta. Cũng hai con mắt khá to, cũng cái sóng mũi cao nhưng khuôn mặt cháy nắng. Mái tóc màu nâu sậm như màu đất đỏ Pleiku. Không có nét đẹp của Cao Nguyên ngày trước. Anh người thượng ngượng ngùng, cúi mặt xuống thần lại. Nhưng tôi kịp nhớ ra trên vành tai của Cao Nguyên có một lỗ tai nhỏ giống như ba nó. Tôi cúi xuống để nhìn kỹ vào tai anh người thượng. Tôi bàng hoàng khi nhận ra hai cái lỗ tai nhỏ trên hai vành tai. Bất giác tôi ôm chầm lấy anh và nước mắt trào ra. Nhưng anh bán gà đẩy mạnh tôi ra rồi nói một tràng tiếng thượng. Vợ chồng cháu Thùy Dương ngơ ngác nhìn tôi, không biết xảy ra điều gì. Nghĩ tới chị giúp việc ngày trước có thể xác nhận cùng tôi đôi điều kỳ lạ. Tôi bảo cháu Thùy Dương đi gọi chị từ gian hàng hoa lan phía trước. Tôi kéo chị ra xa, nói vào tai chị. Chị nhìn kỹ anh người thượng này xem có giống ai không. Sau một lúc nhìn không chớp mắt, mặt chị biến sắc rồi không trả lời tôi mà thì thầm một mình. Thằng Nguyên, chẳng lẽ là thằng Cu Nguyên? Rồi chị nhìn thẳng vào mặt anh ta hỏi. Mày có phải là thằng Nguyên, Lê Cao Nguyên không? Anh người thượng lắc đầu. Tao là thằng Cờ So Tà Lan. Tôi mua hết những lòng gà hôm ấy và đưa cho anh một nắm tiền. Sau khi đếm xong, anh trả lại cho tôi hơn một nửa rồi buột miệng. Mày bắt cái con gà nhiều tiền quá. Tôi mất hết bình tĩnh, bảo vợ chồng chị giúp việc đứng giữ anh ta rồi chạy vào phòng trọ tìm bà chủ nhà. Tôi kể rất vắn tắt những gì đã xảy ra. Có lẽ bà ta là người tai mắt ở đây, nhưng là một người tốt bụng, nhấc điện thoại gọi công an. Chưa đầy 3 phút, hai gã công an chạy tới bằng xe gắn máy, một kinh một thượng, cúi đầu chào bà chủ. Chưa kịp nói gì, bà chủ kéo tay hai gã công an ra chợ. Vừa đi bà vừa giải thích. Đến nơi, gã công an nói một tràng tiếng thượng. Tôi không hiểu gì, nhưng thấy anh bán gà gân cổ cãi lại. Cuối cùng hai người công an kéo anh đi, mặc dù anh cố tình chống lại. Chúng tôi đi theo phía sau trở về phòng trọ. Qua trung gian của bà chủ nhà trọ, tôi nhờ gã công an giúp tôi dịch lại các điều trao đổi giữa tôi với anh bán gà và cố gắng bằng mọi cách tìm ra tung tích của anh ta. Tôi nhét vào tay bà chủ nhà trọ hai tờ giấy bạc 100 đô la. Em có cha mẹ không? Tên ông bà là gì? Tôi có cha mẹ. Cha tôi tên Cờ So Hờ Lung. Mẹ tôi tên Hờ Nu. Có anh em không? Không. Anh có nhớ ngày sinh không? Không. Gã công an nhìn sang tôi, bảo là sẽ tìm khai sinh sau. Anh có nhớ lúc còn nhỏ, khi 3-4 tuổi anh ở đâu không? Không, thì chắc tôi ở với cha mẹ tôi mà. Cái sẹo trên cánh tay trái, anh biết vì sao mà có cái sẹo này không? Gã công an bảo anh xăng tay áo lên và chỉ vào vết sẹo. Không, chắc là bị cành cây đâm trúng. Tôi thở ra thất vọng, nhưng vừa chợt nghĩ ra điều gì, tôi lại hỏi. Cha mẹ anh đang ở đâu? Buôn Bangladesh. Gã công an nhìn tôi, bảo Bangladesh cách đây hơn 10 cây số. Anh ở chung với cha mẹ anh? Không, ở bên cạnh với vợ và hai đứa con.
Đã có vợ rồi à? Tôi buột miệng. Tôi đề nghị hai gã công an cùng đi với chúng tôi và anh bán gà về buôn Bang Madet. Sau khi hỏi nhỏ bà chủ nhà trọ, hai gã công an gật đầu, nhưng bảo là chúng tôi phải thuê xe ôm. Vì về buôn Bang Madet chỉ có đường rừng, xe ô tô không chạy được. Bà chủ nhà trọ gọi hộ chúng tôi 7 cái xe ôm. Cha mẹ của anh bán gà đã khá già. Trước đây chỉ sống lẻ loi trong núi nên không nói được tiếng Việt. Chúng tôi lại trao đổi qua sự thông dịch của gã công an người thường. Vợ và hai con của Cờ So Tờ Lan thấy có nhiều người cũng chạy sang nhìn. Ông bà cứ nhất quyết Cờ So Tờ Lan là con đẻ của ông bà. Nhưng thấy tôi khóc lóc, năn nỉ và nhờ gã công an gàn hỏi. Cuối cùng ông cha mới kể lại sự thật. Năm ấy lâu rồi, sau mấy ngày chiến trận ác liệt mà vợ chồng tôi phải nằm suốt sau tảng đá to trước nhà để tránh đạn. Bỗng một buổi chiều có người lính mặc áo rằn ri bị thương nặng lắm, nhưng cố lết vào dưới căn nhà sàn của tôi rồi gục chết. Trên lưng có mang một đứa bé, nó là thằng Cờ So Tờ Lan bây giờ. Rồi xác người lính ấy ở đâu? Tôi hỏi. Ông chỉ tay ra rừng cây phía trước. Tôi đã chôn ông ta dưới gốc cây ấy, rồi rào lại, sợ thú rừng bới lên ăn thịt. Chúng tôi theo hai người công an dìu ông già đi về phía khu rừng. Tôi khóc ngất khi nhìn thấy nấm mồ thấp lè tè nằm dưới tàn cây được rào lại bằng những que gỗ nhỏ. Vợ chồng cháu Thùy Dương cũng quỳ xuống ôm vai tôi mà khóc. Tôi ngước lên, giáo giác tìm Cờ So Tờ Lan, thằng Cao Nguyên, đứa con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Nó đang đứng bất động, hai tay nắm chặt hai đứa con đang trần truồng đen đúa. Tôi chạy lại ôm hai đứa nhỏ vào lòng, nhưng cả hai đứa trố mắt nhìn tôi dửng dưng xa lạ. Tôi khóc lóc, năn nỉ lắm. Ông già mới cùng vợ chồng và hai đứa con thằng Cờ So Tờ Lan về nhà trọ với tôi. Nhờ bà chủ thuê một cậu học trò thông dịch. Suốt một đêm, tôi, cháu Thùy Dương và vợ chồng chị Vú giúp việc ngày xưa giải thích, khóc hết nước mắt, xin vợ chồng Cờ So Tờ Lan và hai đứa con theo chúng tôi về Nha Trang ở với ông bà ngoại, rồi tôi sẽ tìm cách đưa sang Na Uy. Cả hai ông bà già, nếu muốn, chúng tôi sẽ mua nhà cửa ở Nha Trang và chu cấp tiền bạc cho ông bà sống gần Cờ So Tờ Lan. Nhưng cả Cờ So Tờ Lan và ông già một mực chối từ. Bảo là họ không thể nào bỏ bản mà đi. Núi rừng mãi mãi là nhà của họ. Không thể sống xa rừng, cũng như loài cá không thể sống mà không có nước. Dự trù lên đây 3 ngày. Vậy mà chúng tôi đã ở lại đây hơn 2 tuần rồi. Ban đầu tôi dự định xin phép cha mẹ nuôi của Cờ So Tờ Lan cho tôi cải táng phần mộ của chồng tôi, mang về an táng trong nghĩa trang gia tộc ở Nha Trang. Nhưng rồi tôi đã đổi ý. Bởi anh phải nằm ở đây bên cạnh đứa con trai và hai đứa cháu nội của anh. Mặc dù bây giờ tất cả đã trở thành người thường và chắc không biết gì về anh. Và có lẽ anh cũng muốn nằm lại với bao nhiêu đồng đội. Một thời cùng anh vào sinh ra tử mà linh hồn chắc đang còn phảng phất ở quanh đây. Tôi mướn thợ xây lại ngôi mộ. Trên tấm bia không có hình chân dung của anh mà có tấm ảnh anh chụp chung với tôi cùng hai cháu Cao Nguyên và Thùy Dương trong ngày sinh nhật 4 tuổi của Cao Nguyên, chỉ hơn một tháng trước ngày anh mất. Tấm ảnh này lúc nào tôi cũng mang theo. Tôi cũng không thể bắt Cao Nguyên và vợ con phải rời khỏi núi rừng nơi đã cưu mang nó. Có lẽ cái tên Cao Nguyên mà ngày xưa chồng tôi đề nghị đặt cho nó đã vận vào cuộc đời của nó. Điều làm tôi đau đớn hơn
là tôi chẳng làm được điều gì cho đứa con trai ruột thịt máu mủ của mình, ngoài việc nhờ bà chủ nhà trọ thuê người dựng cho vợ chồng nó và ông bà cha mẹ nuôi một ngôi nhà sàn chắc chắn và rộng rãi hơn, sắm cho vợ chồng nó và hai đứa con một số quần áo mới. Nhưng phải năn nỉ khóc lóc mãi nó mới chịu nhận, cùng số tiền 200 đô la, bằng đúng số tiền mà tôi đã trả công cho hai gã công an. Ngày cuối cùng, chúng tôi ở lại với vợ chồng Cao Nguyên trên ngôi nhà sàn mới. Buổi chiều, tôi bảo Cao Nguyên và vợ con nó thay quần áo mới cùng với tôi và vợ chồng Thùy Dương ra thắp hương trước mộ ba nó. Nó quỳ bên cạnh tôi, cúi đầu nói điều gì lầm thầm trong miệng, và khi ngước lên, đôi mắt đỏ hoe. Suốt đêm hôm ấy, tôi ngồi khóc một mình. Tôi nghĩ tình mẫu tử thật thiêng liêng, nhưng có lẽ ông trời đã phạt tôi. Tôi sinh ra Cao Nguyên, nhưng không bảo vệ được con mình, để mất nó trong núi rừng này từ ngày chỉ vừa lên 4 tuổi. Tôi rời khỏi Keo Reo, chạy ngược về cầu sông Ba theo tỉnh lộ 7 ngày xưa, mang theo trong lòng nỗi đau đứt ruột. Đang giữa mùa xuân, nhưng cả bầu trời nhuộm màu ảm đạm. Nhìn núi rừng hai bên đường, trong ràn rùa nước mắt, tôi mơ hồ như cây lá không còn nữa, mà tất cả đều mang hình dáng của những bộ xương người nối tiếp nhau, trùng điệp. Tai tôi nghe trăm ngàn tiếng khóc quyện vào trong gió. Không biết đó là tiếng khóc của người hay tiếng khóc của cây.